Thưa quý vị, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, sau khi sụt giảm liên tục trong 2 năm 2019 và 2020, xuất khẩu cá tra đã bật tăng trở lại trong tháng 3 của năm 2021 và sang tháng 4 thì vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, cho thấy xuất khẩu cá tra đang dần hồi phục. Trong 4 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Colombia, Mexico, UAE đều tăng mạnh từ 15-35%, đặc biệt là sang Nga đã tăng 104%. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho rằng đây là tín hiệu tốt sau 2 năm giá trị xuất khẩu sang một số thị trường chậm hoặc là sụt giảm mạnh. Về giá cá tra nguyên liệu, hiện đang dao động từ 21.000-22.000 đồng 1 kg, tăng 1.500 đồng 1 kg so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân khiến cho giá cá tra nguyên liệu tăng là do thị trường tiêu thụ mặt hàng này có nhiều tín hiệu khởi sắc. Cá tra của Việt Nam tiếp tục được xuất khẩu sang 134 quốc gia và vùng lãnh thổ.